cặp của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị với cặp đấu của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị. Bên phía Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, vận động viên thầy Thảo đến từ trường tiểu học thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, và thầy Hưng đến từ phòng thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị. Thì công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị, vận động viên nam là em Nam, vận động viên nữ là chị Tin. Tỷ số bây giờ là 4-4. Vâng, đánh bóng ra ngoài. Đội điểm bóng 5-6. Một pha dứt bóng tay trái rất hay của thầy Thảo. Điểm 6 đều, đội điểm bóng 6 đều. Một pha dứt bóng hay của chị Tin 7-6. Đánh bóng ra ngoài, đội với đánh bóng 7 đều. Đánh bóng trước qua đội và điểm bóng 8-6. 9-7. Chín đều. Kết thúc trận đấu thứ nhất 11 với tỷ số 11-9, nhưng về đội của ngành giáo dục và đào tạo Quảng Trị. Không. Một pha đánh bóng trước qua, điểm bóng 0-1. Hai không. Đánh bóng ra ngoài, tỷ số 2-1. Điểm số 2 đều. 3-2. Ba bốn. Đánh bóng ra ngoài, tỷ số bây giờ là 7-5, nhưng về đội của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Trị. Một pha giật tay trái rất hay của thầy Thảo, 8-5. Rất hay, một pha tiếp tục, một pha giật chéo sân của thầy Thảo, 5-9, đội bóng 5-9. 50. Rồi số số kiến thiết công ty cố lên. Ừ.
Kết thúc set đấu thứ hai, chiến thắng nghiêng về đội của Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị. Set đấu thứ ba 0-0. 1-0. Đập bóng hai đối với đội bóng 1-1. Đánh bóng ra ngoài, đội điểm bóng 1-2, 2-1. Đập bóng tốt, điểm bóng 3-1. Đội với điểm bóng 1-3. Một phá rơ ve rất hay của thầy đạo. Điểm số 1-4. Một pha bò giò rất hay của chị Tin đến từ công ty xổ số Quảng Trị. Điểm bóng 4-2. Một pha giật bóng hay, đương tuy nhiên một pha phản đòn rất hay của thầy Thảo. Tỷ số là 4-3. À, xin lỗi, 5-2. Một pha đập bóng tốt của anh Nam đến từ công ty xổ số kiến thiết Quảng Trị. Đội với điểm bóng 3-5. Một pha đập bóng rất là đúng thương hiệu của chị Tín đến từ công ty xổ số kiến thiết Quảng Trị, rất hay. Một pha giật chéo góc rất hay của thầy Thảo. Tỷ số bây giờ là đội với điểm bóng 6-4. Một pha dứt bóng rất là tuyệt vời, số là 7-5, đội với điểm bóng 5-7. Một pha đập bóng hay, 5-8. Đánh bóng ra ngoài, đội với điểm bóng 8-6. Những pha switch của anh Nam cũng rất là khó cho biến đổi thủ của mình trên chân. 9-6. Đánh bóng chơi qua, đội với điểm bóng 7-9. Đội số số kiến thiết cố lên. Đánh bóng chơi qua, 8-9. Đánh bóng ra ngoài 9-9. Và một sự cố gắng rất là nổi bật của hai vận động viên đến từ công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị. Rất hay. Vâng, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Một pha bóng giằng co, bóng chưa qua. Điểm bóng 19. Một pha chạm rất hay quá. Vâng, thật tuyệt vời, rất may mắn, rất may mắn. 10-10. Kết thúc set đấu thứ hai nghiêng từ với tỷ số 12-10 nghiêng về đội công ty xổ số kiến thiết Quảng Trị. Tỷ số bây giờ là 2-1. 0-0. Set đấu thứ tư bắt đầu. 0-1. Đánh bóng ra ngoài. 0-2, đội với đường bóng 2-0. Vâng, kính thưa quý vị và quý thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến, giải đấu chiều hôm nay tại giải đấu giao hữu bóng bàn tại câu lạc bộ Phan Châu ở 24B đường Mai Hắc Đế, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Trong khuôn khổ giải chiều hôm nay thì giải giao hữu chiều hôm nay diễn ra giữa cặp đấu giữa công ty xổ số kiến thiết Quảng Trị và Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị. Tỷ số bây giờ là 2-1.
nghiêng về cặp đấu của Sở Hữu Đào tạo Quảng Trị. Tỷ số của trận đấu thứ tư hiện tại là 4-2 nghiêng về đội sổ số Kiến Thiết Quảng Trị. Một pha đập bóng rất hay nhưng tuy nhiên bóng đi ra ngoài. 4-3. Một pha dứt bóng tốt. Điểm bóng 5-3 đội với điểm bóng 3-5. Xin lỗi 4 đều. Một pha đập bóng rất hay 4 đều. Vâng, thưa quý vị và quý bậc phụ huynh cũng như các học sinh thân mến, thì câu lạc bộ Phan Châu ở số 24B đường Mai Hắc Đế, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, ngoài là nơi giao hữu giữa các câu lạc bộ và các vận động viên, thì câu lạc bộ Phan Châu cũng có những vận động viên, thầy giáo là huấn luyện cho các